Xin chào bác, chào anh em. Video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu đến các bác anh em một bộ lân tiếng mà trên thị trường anh em bây giờ cực kỳ ưa chuộng và đánh giá rất là cao, đến từ thương hiệu của DB Acoustic, có model là X300. Con này thì nếu mà tắt nguồn đi là gần như là nếu anh em không quen là không tìm được ở đâu cái tên đâu. Rất buồn cười thế, đúng ra thì cũng phải ghi in cái tên ở trên cái mặt phanh nhôm này, nhưng không, bây giờ ông chuyển lên luôn là ở trên cái màn hình này luôn rồi. Thì ok, cái đấy thì nó chỉ là một cái tên thôi, chứ còn hình thức thì nhìn hình thức anh em có thể là 1-2-3 lần là nhìn con này đoán ra ngay là con này X300. Nó thay đổi hình thức rất là nhiều so với cái model trước đó, đó là con X200. X200 thì nó không có màn hình mà nó có ba cái cột đèn ở đây, 3 hay 4 cột đèn gì đó. Em nhớ là hình nó 3 cột đèn, cột đèn ở phía bên tay phải này. Nút nguồn thì đã làm ở phía trước này rồi, và có đèn này, nhìn rất là sang trọng. Về vấn đề hình thức thì gần như là không phải bàn cãi một tí gì về ông DB rồi. Bất kỳ sản phẩm nào ông đưa ra ngoài thị trường thì phải nói là cực kỳ đẹp và cực kỳ trau chuốt, trau chuốt rất tỉ mỉ luôn, từ những cái nút vặn hay là từng con ốc. Hàng hãng của DB thì đặc điểm mà anh em nhìn thấy ngay lập tức đó là cầm cái logo được dập phía bên trên này, và rất nhiều tem, cực kỳ nhiều tem này các bác. Các bác nhìn này, phía sau này, tem đầu tiên là tem bắt đầu từ nhà máy này, tem QC này, tem model sản phẩm này. Đấy. Cái đây là cái mã sản phẩm đấy, kiểu dạng xuất xưởng hay là gửi đi đấy. Cái này thì em không rõ lắm. Quét mã QR này. Ở bên này đây, cái ông ghi Technology for me with đây. Cái này thì chắc là em không đánh giá về cái tem này cao lắm. Đây còn tem dàn ốc, tem để của cái công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Startup Việt Nam, tem bảo hành. Tem này tem dàn ốc, còn tem này tem kích hoạt bảo hành. Tem bảo hành điện tử xác thực hàng chính hãng đây. Cũng là đầu số 8055. Các bác cào cái mã này ra, các bác gửi đến đầu số 8055. Còn này anh em gọi trực tiếp vào số 086888662 để xác minh là hàng chính hãng hay không. Con này thì nói là làm thế thì chắc chắn hơn thôi, chứ ở thị trường thì ông DB này ông làm rất tốt về vấn đề những cái hàng giả hàng nhái, nên anh em yên tâm khi mua hàng DB, không lo bị hàng giả hàng nhái đâu. Con X300 này chưa hề có hàng nhái, các bác yên tâm khi mua con này nhé. Đây cũng là một sự lựa chọn mà anh em nên lưu ý, tại vì con nâng tiếng này thì anh em kết hợp cùng với vang cơ hay là cơ lai số thì cực kỳ hay. Còn nếu như vang số thì em đã khuyên cho các bác rồi, nếu sử dụng vang số mà chỉnh tốt thì không cần đến nâng tiếng. Đấy là em khuyên thật. Còn nếu như mà con vang số mà anh em chưa thể làm chủ được nó, có thể là anh em kết hợp thêm vào để con này nó bổ trợ thêm tiếng nhạc, xử lý nhạc cho con vang đó. Và nếu như mà về vang số thì anh em nên đấu nối con này phía trước vang thì anh em sẽ dễ căn chỉnh hơn. Của con vang số, chứ còn anh em mà căn chỉnh mà để con này phía sau căn chỉnh con vang số rất là khổ, rất là vất vả. Vẫn như ba con vang con nâng tiếng khác, 4 nút chỉnh cơ bản, bát này, chia ra này, bát này, trung này, 2 nút ở giữa là trung và chép, thì chủ đạo sẽ là chỉnh 2 nút bát chép này. Còn cái phần đây, phần tone này là để chọn giải tần nhạc, giải tần từ 1K cho đến 8K thì anh em tùy chỉnh. Các bác nghe thể loại nhạc ở giải tần nào, thường thường thì em sẽ để con này ở 11 giờ sẽ nghe được nhiều thể loại nhạc hơn. Ở bên này thì nó có chọn được các thể loại từ classic đến bop, thì tùy theo các bác hay nghe nhạc nào thì anh em cứ chọn, anh em vặn ở tầm đó thử ở cái nhạc đó. Nếu mà nghe ở đoạn nghe hay thì anh em giữ lại. Thường thì em vẫn để là con này 12 giờ thì em sẽ nghe được nhiều thể loại nhạc hơn. Đấy, 2 nút bên này, 2 nút chỉnh súp. Đây, volume súp này, chỉnh tần súp này, cái chuyển pha của súp đây, nút chuyển pha. Còn cái nút bypass này thì chắc các bác nếu mà dùng nâng tiếng thì các bác có quen thuộc với nút bypass này rồi. Bypass này để kích hoạt tắt mở con nâng tiếng. Đấy, để cho nhạc chạy thẳng qua hay là để xử lý tiếng nhạc xong bắt đầu đưa ra. Còn hai bên mỗi kênh thì nó có một cái nút cắt giải
cắt tần số đấy, cắt cái giải thấp. Đây, ok, thì em sẽ test qua một cái đoạn nhạc cho các bác các anh em nhé. Test qua một cái đoạn nhạc cho các bác anh em nghe thử con này. Trước tiên là em sẽ tắt cái con nâng tiếng đi trước nhé. Ở nhạc lên này. Bác thấy không? Test thử qua một tí ti thôi. Anh em nghe tiếng nhạc qua khi mà chưa mở lưng tiếng và mở lưng tiếng nó khác nhau hoàn toàn. Nghe tiếng bass nực hơn rất nhiều. Đấy, tiếng nhạc sẽ rất hay. Chỉnh súp thì anh có thể căn chỉnh súp trực tiếp ở trên này luôn. Ở hai cái nút này. Giá thì con này em sẽ tặng cho anh em dây rắc đầy đủ nhá. Đấu vào âm ni hay đấu vào đẩy đây. Sẽ có dây gửi cho các bác anh em bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đó. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, em sẽ có một cái giá tốt cho các bác anh em. Các anh em đang xem video mà có muốn lấy về kinh doanh cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Anh em xem video có thể cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bác anh em.